đây nè, cũng chung nguyên cái băng ông và vợ đó đó. À, vậy là cũng chung một nhóm đó ha. Nguyên một cái đậu ghe dưới đó đó ha, là nguyên cái nhóm của nó, nhưng mà chẳng qua cái thằng cháu tụi nó làm ghế cho cái gia đình của cái ông thợ lặn đó. Dạ. Bây giờ ba bốn chiếc ghe cũng là thợ lặn chứ đó luôn. Dạ. Không được người ta không nhắc lại. Ừ, mà ngắn nha. Với tật ớn thì chú ơi, bây giờ hiện bây giờ nó xịt rồi mà chung vô trong đó cái rồi bắt nó chụp nó gã rồi cái nấm nó ra cái ớn. Thành ra coi như người ta cũng nhát cái vụ đó, chứ bây giờ hiện giờ là nó gài trong đó đó. Cô vậy là hồi xưa cô cũng làm ở đây, và cái miếng phao đó là nó sẽ có giống như bánh ít chính giữa hả cô? Nó có cái lòng chảo. Lòng chảo. Sâu lắm nó dạ. Cái đó là nghe nãy ông đọc kể lại là hồi đó ông cũng quét chung với tôi, ông nói cái đó cũng như là bề ngang khoảng gần cả công đất vậy, là cái đó nó lớn lắm. Vậy là có khoảng trống ở dưới đó, xe nó lui tới lui đó. Đó nó bự vậy đó. Vậy là theo cô nghĩ là có lẽ là xác của em sẽ nổi lên ở trong cái lòng chảo đó. Ừ, cái đó là mấy người dưới tôi giờ hiện giờ tao nói nè, tao nói bây giờ là nó còn mắc ở trong bông tông đó, chứ nó không còn trâu đâu. Dạ. Ví dụ như nó bữa nay nó 4 ngày phải không? Đúng rồi. Thì tất nhiên là nó phình lên rồi. Nó phình lên là bao nhiêu nhân dân người ta nói như câu cá câu tôm vậy, là ta nhìn ta thấy trâu lên trâu xuống là gặp ta la rồi. Với ghe di chuyển liên tục. Ghe thuyền di chuyển nó liên tục. Chúng tôi đó này ha, cái ghe đó đi buôn bán rồi góp nhỏ 3 tuổi chết thằng trai. Mà tôi đi thả lưới cá đồng tâm mà tôi gặp nó trâu cái đầu rồi lắc vừa có 3 tuổi thằng trai. Rồi tôi chụp cái giò nó mới lờ đờ, chụp cái giò nó rồi tôi lấy dây tôi buộc lại đó, rồi tôi kéo vô tôi buộc trong cái đống trà cho người ta. Ta trên này là trên chợ cống này là ta chạy xuống ta kiếm. Đó, mình thấy nó trâu là mình thấy rõ ràng như cái thằng này nó bữa nay nó 4 ngày phải không? Dạ. Là cái xác nó phịch lên cao rồi. Nó mà nó không đi kiếm không gặp nữa. Đúng rồi. Cô... người đó sợ nước đổ lên thì nó lên Hòa An, mà lên Hòa An thì kiếm không có luôn. Thành ra tất nhiên cái xác nó bây giờ nó còn nằm ở trong cái bông tông, nó trong cái lòng chảo đó. Đội nó chạy nhiều hướng lắm rồi. Cô theo cô nghĩ ví dụ như là 4 ngày hôm nay mà lỡ như suy nghĩ của cô đúng là sự thật là bé ình ở trong cái lòng chảo đó. Là nó còn trong đó đó. Tại vì và bé nổi lên ví dụ thợ lặn vô cũng khó lấy ra cô, tại vì nó nổi theo mặt nước hoài mà. Đúng rồi, ví dụ như nước gồng thì nó chìm xuống cái ba bên tông, nó chìm sâu ở dưới ở trên cây cầu này, nó đi ủa xuống dưới nặng đi đâu phải nó nổi vậy được đâu, nó chìm cái bông tông xuống rồi bắt đầu nó kẹt dưới rồi. Dạ. Chừng nào mà nước lớn nó phịch cái bông tông lên. Vậy là nó cứ theo mặt nước hoài, còn bé thì nổi ở trong cái lòng chảo đó, muốn lấy ra cũng rất là khó. Nhiều khi gã luôn. Dạ. Chứ không có trâu đâu chứ. Ở đây mà nói chung là nếu mà có trâu đi sang là ta biết người ta thấy hết trơn à. Dạ đúng biết rồi. Biết bao nhiêu người cái sông cái lớn mà. Ví dụ như không ai thấy thì những người chạy buôn bán ghe cộ rồi đó, ta cũng thấy. Đa số luôn. Bây giờ gắn ngày nay ngày mai nữa nè. Dạ. Nó thịt cao nó xình luôn rồi đó. Là ta phải thấy à. Dạ. Nhưng mà ta không thấy là tất nhiên nó phải còn kẹt còn ở trong đó nó kẹt. Theo cô ví dụ như đêm hôm mà đà mấy chú này quay nè. Dạ. Quay cái bông tông mà tôi bắt cái vô tiếng tôi đó. Tôi ngồi và tôi tức hoài trong bụng tôi nói khỏi đi kiếm đâu mà tàu mày chạy đâu xa chẳng hiện bây giờ nó nằm ở trong cái lòng của bông tông đó đó. Dạ. Nó gầy nó bởi vì tôi chúng sao không ở trên nó phóng cái cụm xuống. Dạ. Phải không? Dạ. Là nó phải chìm sâu xuống dưới đầu cái nước nó chảy mạnh nó cuốn nhỏ lọt vô trong lòng bông tông. Dạ. Thì chứ tất nhiên nó lọt vô trong đó thì phải ngõ đâu cái đường ra thì nó phải đuối nước nó nghẹt họng rồi nó nghẹt thở rồi là phải chìm luôn. Bị nước mạnh nước chảy đó chứ giờ chú thấy nè nậu cái nước lớn gì rồi chú nhảy cái đi. Bây giờ yêu cầu mà chú lên trên cái bông tông hết trên chỗ đường Lục Bình mép ngoài đi nha. Dạ. Mà chú nhảy xuống cái sâu thiệt sâu mà chú lọt trong bông tông tôi thua chứ nhiều tôi cũng thua chứ. Nếu ví dụ như cái người mà ta nhảy xuống đi. Mà con, nhỏ nó mới ta biết lậu tập tẩm. Con giả thiết nha, giả thiết vậy ví dụ như là con người ta sẽ phóng xuống thì đương nhiên là nó sẽ có nổi lên. Mà nó nổi lên thì nó gớt trong cái bông tông đó thì nó sẽ không ra được. Nhưng mà khi mà nó đuối nước á cô, đuối nước nó sẽ chìm xuống. Chìm luôn. Chìm xuống thì cái ở dưới là nó bọng thì có thì cái lực nước. Cái lực nước nó sẽ cho em ra. Nó chìm sát đất luôn. Thì đó là lực nước nó cho em ra. Tại sao mà bây giờ là mình có cái giả thiết là nó sẽ gồng nước lớn. Ình trong đó. Gồng nước lớn. Là ý cô là nghĩ là nước lớn sẽ trôi ra và nước gồng nó sẽ có trả trở lại. Nước lớn mà nó phịch lên cái ông tông. Nó bây giờ nó nước lớn nè, phịch lên nè. Chiều khoảng độ chiều nước cộng nó chìm bông tông xuống. Đó, ý cô nói như vậy là đúng, tại vì cái giả thiết của mình là khi mà bé nổi lên nó sẽ cái bông tông nó sẽ chìm và nổi. Nhưng mà trước khi bé nổi lên là 24 tiếng đồng hồ cho đó là nước có thể cuốn bé trôi đi.
trâu thì sao giờ kiếm không có nè. Thì bởi vậy mình cái này con đặt giả thiết thôi nha cô. Tại vì nó có cái dừa chùm gì nè, con tâm nó có cái dừa đó. Dạ. Sâu gì nè, ở trong nó bọc lỏng có trong à. Dạ. Ở trong bọc lỏng thành ra không có đường nào nó ra được hết chứ. Chứ phải như người lớn như mình á, từng vỡ trà vỡ bọc vụ gấp xuống thì bắt đầu hai tay nó bơi giết nó chui ra. Dạ. Bọn này thằng này nó cũng không chạy không có lậu gành. Dạ. Mà hơn nữa nó vừa phóng xuống rồi thì nước nó cuốn vô liền. Cuốn vô. Nó chìm. Dạ. Thấy tội quá ha. Dạ dạ. Mấy nhỏ nó nghèo lắm, nghèo dữ dằn lắm mà này kia nó giỏi. Dạ. Cha mẹ nó cũng hơi tỉnh tỉnh nữa. Thấy tội nghiệp lắm. Vậy là gia đình nó hộ nghèo hết cô ha? Ừ, gia đình nghèo mà nói người ta thương tình, người ta không có lấy tiền học, người ta cho nó học tới lớp 9. Dạ. Thấy tội. Gì không? Nè, xin tiền. Quán số thấy mẹ tôi nè, tôi nuôi cháu nội tôi đi học. Dạ. Cái thằng đó nó giỏi lắm, nó đi học về hang nó chạy nó đi kiếm củi, nó đi kiếm lá chuối cho mẹ nó có bánh tét bán, rồi nó nấu cơm, nó giặt đồ, nó giỏi lắm. Dạ. Không có đi chơi bời chứ. Gia đình nghèo lắm, cha thì bằng cha thì đi bằng kho, mẹ thì bán bánh tét. Chỗ Vĩnh Long đợt đó sập xuống thấy ớt nghe mà ta làm cái giống. Có chỗ này gì mà ở bên Lâu Chu có kêu bên Cả Dung chưa ta? Không biết bây giờ này gia đình ở Vĩnh Long thì thả lặn lặn miễn phí á. Ừ, mà chuyện thả lặn giáp lặn. Dạ. Chỗ đó sập phải ghê mà nó giáp lặn. Sao 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 không muốn kêu giúp? Sao chú hai không kêu giùm ta? Có ý mình nghe coi lên thấy nó lên đài thôi chứ ở lên đài thấp đó quay ra lặn thôi chứ mình đâu biết. Cái này ở bên Lao Dung mới lặn nhiều. Hồi đó tôi quét với cái bông tâm này nè. Tôi gặp hai chồng đó nó đi lặn tôm á chú. Dạ. Nó đậu cái ghe mà cái máy nó chạy tạch 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 trên cái ghe ha. Mà thằng kia nó ôm cái bình hơi nó gắn sau trong này mà nó lặn lặn hoài, nó lặn dữ quá trời lâu rồi tôi trời sao thằng này nó không nổi lên trời. Ủa mẹ này thằng này nó chắc nó chìm chết chắc rồi quá. Rồi hồi nó lặn biết bao lâu nó chú ơi lên ăn bắt tôm cho mày một cái túi sao này nè. Nó mang lên rồi bắt đầu nó nổi vô nó không ngò trong bông tông nữa. Mà không biết vợ thằng đó nằm ở đâu nè. Chứ hồi đó tôi quét dạ. Ngoài này có mũi. Nghe nói đâu bên Việt Nam Dung mà Cả Dung mà nó Cả Dung là thợ lặn nhiều. Qua đó lặn xuống dưới nước á là đúng 24 tiếng đồng hồ á là nó sẽ nổi đờ đờ. Qua một giờ nữa là nó sẽ nổi phịch lên. Đây nè, chút xíu nước rộng nè. Dân chút đi kéo lưới biết bao nhiêu không? Dù gặp cái sát nằm ở trên không? Tôi đó tôi thiệt chú nè, tôi đi kiếm trọng trọng, tôi coi, tôi lậu bộ. Nó nổi trên mé này nè. Ông nội lấy bành kilo. Vàng, tôi heo vàng. Dòng tôi dốt che nhọn, đâm bắt đùi, đâm giò, đâm cặn. Sau đó tôi lấp hết. Còn gái. Dạ. Nổi trên mé gì nhóc hết trơn. Cô không sợ sao? Không. Gan dữ tại. Chú ở gần đây không chú? Xa. Xa. Cũng nghe tin là lại thăm để coi hả chú ha? Dạ. Trường hợp này cũng hy hữu hả chú? À, cưới bà đã không bao giờ kiếm được. Thì bà nói là không được rồi. Có dài với nó vậy thôi. Nó kêu bà nội nó nói giờ nó còn ở đây nè. Có gài với bông tâm á. Rồi mấy thằng bạn đêm hôm ngủ năm hôm mấy thằng bạn học chung mà tách chung lớp luôn rồi tách chung luôn. Học chung lớp luôn nó về nó từ giờ nó khóc mình kể cho ba thằng này thằng nghe nè. Nó hôm gặp thằng Linh này nè. Nó thấy sao mấy em đàm đi đâu mà kiếm mẹ cũng gặp. Thôi đừng kiếm nó bị tao bắt rồi. Mà mấy chú ơi, theo như mình khả năng rằng mình khả nghi là phải bắt rồi. Tôi hỏi chị cái gì chờ lên nguyên một đòn mà ngồi cho khô quần của áo đưa bắt đầu kéo gốc đi về. Đi về bắt đầu cái đi lên khúc gì cái nó trở lại nó thôi đi. Tao trở lại tao nhảy xuống cái nữa rồi tao hãy về luôn. Đồ mới xuống nhảy sột xuống mất tiêu luôn. Cái này nó khiến rồi phải không? Khiến rồi. Nó khiến chết cái tuổi nó cũng như 16 tuổi mà nó tới cái giờ cái phút là người ta đã bắt nó rồi. Dưới còn nghe nói là trước đây ở chỗ đó cũng có một hai người gì chết chỗ đó hay không? Cái thằng lá số mà kẹt cái trụ này nè. Ừ. Bữa giờ chợt có chân dài cũng trụ chết luôn nè. Dài luôn hả cô? Ừ. Bữa giờ đó nó bắn cái số nó xuống phá bữa giờ nó mệt. Kỳ đó đó. Mấy cậu thấy trong này nước có chảy gì không? Dạ. Cái trụ này có bao nhiêu mà té xuống đó mà chết. Đó thì xuống đó đó. Xuống cái chợt đó, cái đó đó. Mà chợt giờ đó chợt cái trụ đó nó té xuống trụ đó chết. Mà ta mò cũng vẫn được cũng còn y sinh đó. Vậy là người ta mò dính luôn. Ừ,
Dạ. Cái này thợ lặn gì đâu mà không đi kiếm đi tìm. Kiếm gì bà nội, người ta xin cho không được, ta không kiếm đi kiếm đi trời. Ở mấy tay mà ở dầm nè. Ta đi xin cho xuống là một không được, ta mới thợ ăn ta không bà. Dưới phần cân nghe nói ngày hôm qua cũng có thờ lặn lại đó. Nhiều khi nhưng mà bây giờ lý do cũng như hồi bình thường thì mấy ông dám lặn, giờ nghe cái tôi sợ. Cháu tôi kìa. Nghe nói ngày hôm qua xin keo không cho. Ủa mẹ ơi, nó mò lên nó chân cơm. Vừa có bị bà biết ai không? Rể của bà Bắc Kỳ đó. Là cháu ruột của tôi đó. Nói với bà nghe. Mà nó không dám lặn đó. Ví dụ như ngoài này là cái mình đang đi cái dám lặn, thợ lặn là lại xin keo. Không được. Ừ. Là ta không lặn mà không được, tất nhiên là cái này là không được rồi. Chị biết không, ta ớn có vụ mà như không phải trở lại nhảy cái sụt. Ừ. Trở lên cái đó. Ừ. Cũng như ta bắt đó. Rồi giờ mình xuống dưới ruộng mẹ thấy người ta ta cút buông nó thấy mẹ luôn. Sợ gì mà ta không lặn đó. Những cái sợ lặn tăng tiền người ta con hùng mà ông bà ba chẳng như bà thấy không? 90 triệu đó. Ở đây đau trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi chứ được tới 90 triệu không được thôi không lấy tiền. Ừ. Là mới giờ gài áo không có gì nhận cái sụt chứ lại gặp cái nằm rồi dưới sông đưa ra rồi. Cái đó là con anh bà cậu bắt đem đi đó. Rồi ta không có kiếm được. Ừ đúng rồi đó. Giống như ta nhận luôn đó. À như thế bao bắt cái xác luôn đó. Mày đem đi cho gã luôn đó. Ở chỗ này trước đây từng có câu chuyện gì tâm linh không cô? Trời ơi chú chú ơi. Ờ chú Phan chú ở đây hồi trước là bà nói bắt cậu mới gài cậu. Đây nè. Cái phà chị nhớ cái phà mới chạy ra có khúc con kia phóc sụt cũng tự giận không? Ở thành phố vô. Ờ như không thành phố vô mắc cái gì không chừng độ bốn ngoài tuổi à. Xe Phương Trang xuống đó cỡ dép cái nhậu xong cái đụng. Vợ dạ. Nhỏ vợ nhỏ của thằng Phương Trang hay gì á, nghe nói vợ nhỏ của tài xế Phương Trang. Ủa mà chạy đâu ra chưa được nữa xong làm cái sụt khúc phóc rồi đi luôn. Ở đây để nói về chuyện sự cố là thôi. Dạ. Thằng ra phà còn chạy sự cố không có. Dạ. Chứ trên bán thả trên là cách đây cũng mười mấy năm rồi, chiếc xe 52 chỗ ngồi, xe chuyên gian đó đi buôn bán. Tôi nói bây giờ đừng có đi kiếm ở đâu mà chạy chạy luôn chứ xong luôn chạy luôn xong mất luôn xong mà sắp giờ hai người 52 nên bây giờ nó nằm ở trong cái lòng đó thôi. Yeah. Hai người mà bà nó lên đang cứu được bà lên nhà thương trong thương bà nói là bà thấy là bà mười người chết mười phần rồi bà nằm gần bà nãy giữa cửa kiếm gì nè bà nghe xe chạy xuống cái ầm là bà nó đã chết trong đời nội sống được nhưng má cưa mẹ của ông kỳ xe Phương Trang đi luôn đó. Ừ xe 52 đi luôn hay không không có chân còn kỳ chiếc xe du lịch bà nó mới kêu mẹ của ông là ngay con rồi có bà thử làm chung ngoài cũng vừa nó thử ra cho bà cho là đi luôn cái lăn ra ngoài người ta thấy bà lăn qua ngoài xong nhưng trên này nó nhào cũng qua luôn là thương thấy không có nói nguyên cái xe du lịch mà chú biết cái trên này mà thả xuống thả sao mày đi gì cái bông bông nó có cái bẩn đó có bẩn gì nè nó đụng vô cái đó chứ mà nếu nó không đụng là đi luôn xuống là khách không còn mà 16 chỗ ngồi xe du lịch tôi thấy rõ ràng không ghe mà nó đậu ở dưới em chứ nó đậu dưới kho chồng bữa nay chứ dạ to đó hả cô ha ở đây mà không đậu ba đêm mà đây mà đậu đây mà nó không dám đậu ừ trong lỏng nhiều không dám hả cô ha không đậu từ đó đây mà không đậu mà đậu xuống ở dưới chở xuống dưới dạ. Giờ này thì bà con cũng đến để xem các bạn rất là nhiều. Vô bông tông rồi. Mà chỉ giờ nhà ta lắm của người ta phải đặt những nhưng mà làm. Gia đình 5 đứa con hả cô? 5 đứa đó. Dạ. Mà 5 đứa mà cái thằng ông chồng mới 44 mà vợ 42. Ê 5 đứa con mà đúng không? Bà thấy cái thằng 13 18 tuổi kìa. Nó mập nó cao ráo dịnh vàng nó không biết cái gì chân nó chú. Nó cũng như chú vậy nó cao ráo vậy dạ. Mà ta hỏi tới đâu nói tới đó nay gia đình nó khờ dữ lắm chị ba nó khờ dữ lắm luôn mà gia đình hết trơn luôn giờ ông nội bà nội cũng vậy luôn dạ. Cha mẹ cũng vậy luôn rồi mấy thằng nhỏ nó cũng vậy dạ. Bà mẹ nó khóc mẹ nó nhớ luôn nó học rồi đi nó học rồi cho ba đi được người dân thông báo tại dàm của Long Xuyên. À, xác của bé Cao Ngọc Linh đã nổi lên cô chú anh chị và giờ đây thì anh em cùng với bước chân đi nhỏ đi lên Long Xuyên để vớt xác của bé Cao Ngọc Linh đi về đoàn tụ với gia đình nha cô chú anh chị.
này chạy quá trời. Chiếc này tự chế nha các bạn. Kể từ ngày mà bé Cao Ngọc Linh cắm trại và đá banh với bạn bè đi đến chỗ phà Dầm Cống cũ để tắm cô chú anh chị các bạn, thì khi tắm xong thì khoảng 10 anh em đều lên trên phà hết, thì để ngồi cho khô khô đồ đó cô chú anh chị, thì mới chuẩn bị đi về. Thì bé Cao Ngọc Linh mới nói với anh em để ta quay lại phóng một lần nữa rồi sẽ lên luôn. Nhưng không ngờ bé Cao Ngọc Linh phóng một lần nữa thì tới nay em mới nổi lên cô chú anh chị, và được người dân báo là em nổi lên ở gần Long Xuyên, cho nên là từ phà Dầm Cống chúng ta chạy lên Long Xuyên là khoảng 6 km cô chú anh chị, để rước em về đoàn tụ với gia đình. Cô chú anh chị ơi, giờ thì chúng ta đang đi để rước em. Rồi, trên sông nước mênh mông nha các bạn. Giờ là đội thiện nguyện cùng với mấy anh em cũng đi tìm xác của em các bạn, và nghe nói là nổi trên đây, chúng ta chạy từ từ để quan sát nha cô chú anh chị. Thì chào cô chú anh chị các bạn nha, giờ chúng ta đến bắt lưng cừu cô chú anh chị, thì cũng được người dân điện cho hay là bé Cao Ngọc Linh 16 tuổi tắm tại bến phà Bắc Dầm Cống đã mất tích 4 ngày, và hôm nay thì được người dân điện cho hay là bé Cao Ngọc Linh đã nổi gần chỗ bến phà Dầm Cống, thì tích tắc là tài xế cùng với gia đình cùng với em đi đến phà Bắc Dầm Cống để tìm bé Cao Ngọc Linh. Thì giờ đây chúng ta cũng gần tới chỗ bến phà Dầm Cống rồi cô chú anh chị. Chúng ta đang đi tìm bé ở đoạn đường phà Dầm Cống cô chú anh chị. Thì phía trước chúng ta đã có ba chiếc nhỏ đã chạy ở phía trước rồi và đang tìm bé. Thì chúng ta cũng đang chạy dọc đường như thế này để tìm bé cô chú anh chị, và chúng ta rất là mong tìm được bé để cho bé tìm về gia đình để đoàn tụ cô chú anh chị, vì đã cách đây 4 ngày rồi thì sự mất mát của gia đình rất là đau khổ cô chú anh chị. Và cái giỏ tìm kiếm của bên đội của mình các bạn đang quay quần bên kia, chắc có lẽ là xác của bé đang nổi bên kia đó các bạn. Đây nè, đây chiếc giỏ của mình đây nè các bạn. Chạy lên trên nữa, chưa tới bến phà đâu, nó lên trên chút nữa, lên trên nữa đó, tới bến phà luôn. Chưa tìm gặp nha các bạn. Thì hiện tại tới bến phà luôn xin cô chú chị em ơi, thì là các giỏ đang tìm các bạn. Lên nữa, lên tới bên phà đi, lên tới bên phà, lên tới bên phà đi, rồi mình hỏi người ta. Lên bên phà luôn. Hồi nãy điện cho ai ta? Điện cho lại rồi. Điện cho người nhà mà. Dạ hả? Điện cho người nhà, nhà nó trên thì kính thưa bà con, hiện tại thì người dân đã điện cho người nhà nói là tại bến Bắc này nghe quý vị. Lên nữa đây, chưa xíu nữa mới tới bến Bắc.
rồi lên đuôi cổng đi, lên bắt đi. Thì nó nói là trên kia trước đi, rồi thí dụ nó ấy có gì mình thấy trả lại trắng trắng ở bển ta. Coi chừng đâu đây đó ông ơi. Đâu chạy bển nè ông ấy, tiền bển đó. Rồi hiện tại thì đang thấy cái gì trắng trắng ở bển, là vỏ chạy quyết liệt qua kìa nghe quý vị. Đó. Đó, trắng trắng ở bển đó. Chạy thắng khối bển các bạn. Tới này chạy lên một chiếc nữa các bạn. Một phần. Chạy lên một chiếc nữa các bạn. Đây các bạn, đây vỏ sẽ đang chạy qua các bạn. Dạ, giờ không biết lý do nào mà ba ghe cứu hộ ghé tại chỗ phà hết cô chú anh chị và bắt an qua. Giờ mình cũng tấp qua đó để xem có phải là bé Cao Ngọc Linh đang ở đó không các bạn. Thôi quá chạy xe luôn kìa. Không biết là Cao Ngọc Linh có tấp hay chăng đúng phà không các bạn. Bây giờ chúng ta xem nha các bạn. Rồi để xem sự thật như thế nào nha các bạn. Đây là cũng tại bến phà luôn. Rồi vậy là có người chỉ trên kia kìa các bạn. Có người đang chỉ nha bạn. Chỉ hướng trên đó đó. Có người đang chỉ nha bạn. Có chiếc bờ dọc chạy theo đó nè các bạn ơi. Rồi tại luôn xe ra. Đó. Đây là có người đang chỉ lên phía trên các bạn. Đó. Rồi sẽ chạy nữa các bạn ơi. 417 người đang lên thành lưng hiện tại thì đang tới luôn xe này sau chú anh chị em mời. Lên trên nữa. Chỉ hướng lên trên nữa các bạn. Giờ chúng ta sẽ đang đợi nha các bạn. Người nhà thì đã đến chỗ anh bà và chị sẽ lên trên đây nữa các bạn. Người nhà đang chạy theo các bạn, chỉ lên trên đây, chỉ lên phía trên luôn. Chạy hai bên, một vỏ chạy bên nha các bạn. Người nhà đã đến tại bến phà và chỉ điểm là người dân gặp ở đây, cho nên là chúng ta chia ra để đi tìm em nha các bạn. Không cần sẽ sớm tìm được em ở gần đây. Đây, đường này cũng rất là nhiều ngã các bạn, cho nên là chúng ta phải chia ra để đi tìm. Vì lúc trước đó thì người dân phát hiện ở gần đây và chúng ta đang chia ngã ra để đi tìm. Mỗi người sẽ đi một hướng. Tại đây nó rất là nhiều ngã, một ngã, hai ngã, ba ngã, bốn ngã các bạn. Rất này là